Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Huyện Duy Xuyên số tháng 5 năm 2023 phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam với các nội dung chính sau đây. Quảng Nam phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên tổ chức đại hội lần thứ nhất. Duy Xuyên tổ chức liên hoan Chúng em kể chuyện Bác Hồ. Cũng trong chương trình còn có phóng sự nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông và phóng sự những trái tim không tật nguyền. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2023. Đồng chí Trần Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể ở tỉnh, huyện Duy Xuyên, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân cùng tham dự. Những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Riêng năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 9 lớp tuyên truyền chính sách pháp luật, đào tạo nghiệp vụ quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, đối thoại với người lao động. Ngoài ra thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động tại 26 doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn xảy ra 274 vụ tai nạn lao động, làm 277 người bị nạn, trong đó có 4 người chết, 20 người bị thương nặng, phát hiện 13 công nhân ngành sản xuất vật liệu xây dựng mắc bệnh nghề nghiệp, suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, các sở ban ngành, cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tiến hành rà soát đánh giá sát đúng tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó hướng dẫn pháp luật xử lý kiên quyết đối với những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về an toàn lao động. Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo huyện Duy Xuyên tham dự. Tại đại hội đã công bố quyết định số 1604 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp Sáng tạo. Cạnh đó, đại hội lần thứ nhất thông qua điều lệ hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, trong 5 năm đến, Hội Khởi nghiệp Sáng tạo huyện Duy Xuyên phấn đấu thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp, phát triển 3 đến 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chương trình OCOP và các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổ chức và duy trì hoạt động phiên chợ khởi nghiệp mỗi tháng 1 đến 2 lần, hình thành ít nhất một cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung. Ngoài ra phối hợp hỗ trợ thành lập 1 đến 3 tổ hợp tác xã khởi nghiệp. Mặt khác, hàng năm tổ chức 2 đến 3 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 11 thành viên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, mô hình kinh tế đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện. Trường Trung học Phổ thông Sào Nam huyện Duy Xuyên vừa tổ chức lễ vinh danh, tuyên dương giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm 2023. Trong kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh năm 2023, Trường Trung học Phổ thông Sào Nam đạt 7 giải đồng đội, trong đó có 3 đội vật lý, hóa học, tin học đạt vị thứ nhất, 2 đội tiếng Anh, sinh học đạt vị thứ nhì, đội ngữ văn xếp vị thứ ba và đội toán đạt vị thứ tư cấp tỉnh. Trong số 34 thí sinh của trường dự thi thì có 32 em đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất cá nhân, 13 giải nhì, 9 giải ba và 6 giải khuyến khích. Nhờ vậy, Trường Trung học Phổ thông Sào Nam đạt vị thứ nhất toàn bằng. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà trường giữ vững vị thứ nhất toàn bằng tại kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh. Ngoài ra, nhà trường tham gia đầy đủ và toàn diện các kỳ thi, cuộc thi, hoạt động giáo dục do ngành và địa phương tổ chức. Theo đó, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, trường Sào Nam tham gia với dự án máy phân loại rác thông minh, tích điểm thi đua trong học đường, đã đạt giải ba cấp tỉnh. Cuộc thi tài năng tiếng Anh đạt giải khuyến khích, thi việc giả cấp tỉnh cho báo Quảng Nam tổ chức đạt giải nhì đồng đội nữ và giải ba toàn bằng giải việc giả cấp tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023,
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên vừa phối hợp với huyện đoàn và Hội đồng đội huyện Duy Xuyên tổ chức liên hoan Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2022-2023. Tham dự liên hoan có 18 tiết mục của các em học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Nội dung nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, lòng yêu nước và những đức tính quý báu của Bác, với các câu chuyện được chọn lọc từ những tài liệu ấn phẩm đã được phát hành, phổ biến chính thức như Bác Hồ đến thăm gia đình cháu nhỏ, đôi dép Bác Hồ, Bác có phải là vua đâu, Bác Hồ đến thăm người nghèo đem dâu thừa, niềm vui bất ngờ, lời Bác dặn trước bước đi xa, những giây phút cuối cùng của Bác Hồ. Với lối kể chuyện trong sáng, ngây thơ, qua cảm nhận của các em nhỏ và sự kết hợp những hình ảnh hoặc cảnh minh họa sinh động và những lời ca, tiếng hát, điệu múa, phù họa đã đem đến liên hoan, ban giám khảo và người xem nhiều xúc cảm về cuộc đời và tình cảm của Bác. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Huỳnh Thảo Miên, lớp 4A, trường tiểu học Duy Thành. Hai giải nhì cho em Nguyễn Trần Yến Nhi, lớp 4A, trường tiểu học Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Ngọc Bảo Trân, lớp 4B, trường tiểu học Duy Phước 2. Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm dự thi xuất sắc tại liên hoan. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Duy Xuyên đã huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phóng sự sau sẽ phản ánh chi tiết. Hơn 4 tháng qua, các đơn vị liên quan huy động tối đa phương tiện, nhân lực triển khai thi công tuyến đường từ trạm y tế xã Duy Trinh thuộc thôn Đông Yên đến giáp thôn Chim Sơn có chiều dài 1.500m, được nâng cấp mở rộng từ 5m lên 7,5m. Tổng kinh phí đầu tư hơn 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Điều đáng nói, các hộ dân sống dọc hai bên đường tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình tường rào cổng ngõ và hiến hàng nghìn mét vuông đất mà không hề đòi hỏi tiền đền bù. Theo tôi thì khi mà tôi nghe được cái tin nhà nước mở đường thì gia đình tôi thống nhất hoàn toàn hiến đất và phá tường rào cổng ngõ thực hiện cái chủ trương của nhà nước. Như vậy tôi thấy chủ trương này hoàn toàn đúng đắn, tôi hoàn toàn ủng hộ đồng tình. Không chỉ Duy Trinh mà năm 2023, huyện Duy Xuyên sẽ triển khai đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị mang tính đột phá, tạo động lực cho phát triển bền vững. Theo kế hoạch, địa phương tiến hành nâng cấp sửa chữa 15,7 km, mở rộng 15,1 km hệ thống đường giao thông nông thôn, đường đô thị, tổng mức đầu tư 25,28 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện 15,17 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp 10,1 tỷ đồng. Những cái hạ tầng giao thông đó là hạ tầng huyết mạch kết nối liên vùng phục vụ sự phát triển của huyện nhà trong những năm qua là rất lớn, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường hoặc đường huyện đã được đầu tư đồng bộ các mặt cắt theo quy hoạch rộng khoan tròn, góp phần vào cái lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Những công trình giao thông chiến lược đã và sắp đưa vào sử dụng thể hiện chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của cấp ủy, chính quyền, khẳng định là con đường của niềm tin, sức mạnh đoàn kết, mang khắp phòng đổi mới. Thưa quý vị, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, số phận không cho họ có được một cơ thể trọn vẹn, một cuộc sống bình thường, mà buộc họ phải chiến đấu với chính mình để tồn tại. Nhưng nhiều tấm gương người khuyết tật ở huyện Duy Xuyên đã vượt lên số phận, làm kinh tế giỏi và giúp đỡ người đồng cảnh ngộ. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Những trái tim không tật nguyền để hiểu thêm về họ. Không có đôi chân lành lặn như bao người bình thường, nhưng bù lại, chị Nguyễn Thị Bé, trú thôn La Thách Đông, xã Duy Hòa, lại có ý chí và nghị lực phi thường để vượt qua số phận. Từ lúc 18 tuổi, không thể chấp nhận mãi việc sống dựa dẫm cả đời, nên chị Bé đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ đầu ngõ để kiếm thêm thu nhập, phụ thêm gia đình. Qua nỗ lực kinh doanh, đến nay cửa hàng tạp hóa của chị Bé được mở rộng quy mô hơn trước. Nhờ vào đó, chị Bé có đủ chi phí trang trải và nuôi sống cả gia đình, gồm một mẹ già
và một người con trai. Thì mình nghĩ là một thời gian là ba mẹ mình sẽ già, cho nên mình phải có ý thức là phải tự cố gắng vươn lên cuộc sống, tự mình có thể làm những việc mà có thể mà trang trở nhu cầu của bản thân mình, và có thể sau này mình có thể là chăm sóc và nuôi dưỡng ba mẹ lớp giờ. Thì với cái sự suy nghĩ đó thì mới bước phá gia đình, thì xin cho mở một cái quán nhỏ để buôn bán. Thì từ giờ gió là dần dần phát huy ra, mình cố gắng mình làm, mình cũng nghĩ là với cái nỗ lực của bản thân mình và bên cạnh đó là được sự hỗ trợ, ví dụ như gia đình, sự động viên của bạn bè, thì mình cố gắng mình có thể làm được tất cả những cái việc mà những người khỏe mạnh có thể làm được. Những năm qua, chị bé còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người Khuyết Tật huyện Duy Xuyên, dạy cho nhiều người khuyết tật nghề làm vàng mã. Với uy tín của mình, chị bé đã được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ Nữ Khuyết Tật huyện Duy Xuyên. Hiện chị bé là thành viên tích cực của nhiều dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hoạt động xã hội vì người khuyết tật tại địa phương. Mình nghĩ rằng là mình vẫn còn ma mén hơn những người họ bị khuyết tật nặng hơn đó. Với cái suy nghĩ đó là mình nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không những cho bản thân mình còn có thể là mình truyền lại cho những cái người mà yếu thế hơn mình mà không có cơ hội được tiếp xúc. Với cái suy nghĩ đó thì mới cũng như là mùa công việc khi mà hỗ trợ người khuyết tật thì mình thấy rất kia là vui. Bị mất một chân khi vừa lên ba, tuổi thơ của Phi là một ký ức buồn, và cơ thể khiếm khuyết ấy đã từng là mặc cảm của anh suốt một thời gian dài. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường vượt qua mặc cảm, kênh YouTube Phi Một Chân và hành trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của anh đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. Đồng hành cùng người khuyết tật, những năm qua, huyện Duy Xuyên đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, thành lập tổ nhóm sản xuất các mặt hàng thủ công. Cạnh đó, tích cực phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế. Để hỗ trợ cho các gia đình hội viên khó khăn có chỗ ở ổn định, 5 năm qua, hội tích cực phối hợp vận động xây dựng 12 ngôi nhà, sửa chữa 5 ngôi nhà cho hội viên với số tiền 875 triệu đồng. Trong thời gian đến thì hội cũng tiếp tục vận động quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm tạo điều kiện để giúp đỡ cho hội viên người mù, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà, xây dựng nhà ở, giúp chỉnh hình như trao tặng xe lăn, xe lét cho người khuyết tật, bỏ qua cái mặt cảm tự ti để họ vươn lên trong cuộc sống. Đã từng đi qua nhiều nỗi đau của cuộc đời, hơn ai hết, những người khuyết tật hiểu rõ giá trị của sự nỗ lực. Dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, chỉ cần có niềm tin, nghị lực và điểm tựa, họ sẽ thấy xã hội vẫn còn muôn điều tốt đẹp. Trái tim nhân ái và sự chung tay của cộng đồng chính là cầu nối đưa họ đến với cuộc đời mới. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên số tháng 5 năm 2023. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình số tháng 6 năm 2023. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.